Là nhờ anh đè cái máy tí nhỉ? Rồi. À, thì trước khi đè thì ta chứ là mở mẹ trên mày đè không? Rồi đó, đè đi. Đây, anh mở cái đó là mở cái dầu, mở cái dầu. Rồi đè đi. Trưởng anh ấy sẽ lên ga và dô số để cho mọi người coi cái trục lá nó quay như thế nào. Được rồi. Số xe nhé mọi người nhé. Rồi, rất là cảm ơn. Tắt máy đi rồi anh ạ. Rất là cảm ơn anh thuyền trưởng và anh thuyền phó, hai người rất là nhiệt tình cho anh em được chiêm ngưỡng cái tàu đầu này. Xin chào anh em, xin chào mọi người. Đây là một chiếc tàu dầu 225 tấn. Tức là nó chở được khoảng 270.000 lít, 270.000 lít xăng dầu. Con lươn là đã được ốp cao su nhỉ? Cao su. Ra cái phần trước mũi này coi chứ. À, xin chào anh Cứng nha. Dạ. Anh Cứng thuyền trưởng phải không? Dạ. Rồi. Hay là nhờ anh dẫn cho anh em đi coi cái tàu dầu xem nó làm sao nhé anh Cứng. Rồi, cảm ơn anh trước đây. Anh đang trước anh giới thiệu dùm. Đây là cái khu vực neo nhỉ? Neo thì cái neo của mình neo xích hả? À, nó xích với cáp, cáp. Nó có xích với một khúc cáp, một cáp là 60 mét cáp, 60 mét cáp, 3-4 mét xích tặng cho nó dễ ăn đó anh. À, nó dễ ăn. Điều thì là cái cột đèn mũi nè. Đèn mũi thì ban đêm mình chạy mình vẫn thấp nhỉ? Không thấp. Tại cái mũi tàu mình nó hơi cao anh. À, mũi tàu hơi cao. Đâu cái đèn đó nó không có đốt, đèn đó khi nào neo mới neo. À, neo đèn neo. Cái này neo mũi nè. Nhưng mà còn cái đèn này là có thấp không? Đèn này thấp chứ đúng không? Cái đèn nhỏ này là cái đèn này mới là cái đèn mình hành trình. Ừ. Chúng ta nó có cái máy hai bên đó mà tại vì lúc đó mình lên cái mình quên làm. Quên làm rồi thôi lấy thiết làm đỡ. Rồi là nó cũng tạo được cái góc góc cho nó sáng ra trước nó 125 chứ để nó dài ra sao nữa cái mình không có sáng được. Cái máy lai cái neo là máy gì đây? Máy này chắc máy không nhớ máy gì. Máy đề hả? Máy đề. Đây có khi là cái hầm cách ly. Hầm cách ly. Đây nè, hầm nước là mình dặn nè. À, hầm, ở đây mình còn nước. Cái hầm nữa. Ờ, đây là hầm nước, hầm dằn mũi nè. Để dằn mũi chẳng hạn á. Ờ, cái này mới là hầm cách ly. Hầm phao của nó để mình khoảng trống giữa hầm màng nữa đó. Ờ. Đây gọi là hầm cách ly đấy. À, hầm cách ly nè. Còn đó là hầm nước mình để dằn mũi lái mình lấy. Còn hai cái này là hai cái nắp. Nắp hầm hàng. Nắp hầm hàng. Dạ. Cái mình của mình là chở chủ yếu là xăng hay dầu vậy? Hai thứ luôn hả? Hầm trước là xăng hay dầu? Cái này là đang chở xăng. Chở xăng hả? Mới đi Sài Gòn về mới chở xăng về. À, tức là bơm lên hết rồi. Bơm lên hết rồi, mới bơm xong rồi nè, hồi nãy đó. Ừ. Thế anh có mở được không nhỉ? Được. Được hả? À, rồi, mở. Bình thường hả? Mở thì nó hơi xăng đấy nhỉ? Nó hơi xăng, không sao. Xăng khó chịu. Đây, cây
kỹ là mình phải đặt vậy đó, không cho nó lên biết chiều. Kính hơi, nó không đi hơi. Đậu cho nó an toàn. Ờ đúng rồi. Đây là những cái tai hồng. Bằng đồng luôn phải không? Thao, thao luôn. Thao. Nói chung là thao á, thao hết á. Đây là hầm nhá, hầm thì bây giờ là đã bơm hết hết hàng luôn rồi đó. Hết hàng luôn rồi. Ở giữa là nó có một cái vách nga dọc. Dạ có bắt chọc giữa đó đó. Chọc giữa đó đó. Dạ. Dạ ở sau nó mới nhăn nữa. Rồi. Anh Đại là dùng. Hai bên là có hai cái thùng cát nhỉ. Mở dùng cái thùng cát chữa cháy. Đây, cát rất là nhiều. Thùng cát chữa cháy. Cái thùng này thì có doang sau khi mà mặn tai hồng lại thì là nó rất là kín, kín hơi và để cho nó thông thì là giữa hai cái hầm này người ta gọi hai cái nắp này là gọi là cái giếng nhỉ, nắp hầm không, thì nó sẽ có một cái đường ống thông, ống hơi. À đấy, hai cái này là ống thông hơi. Lúc mình nhận hàng đó mình đậy kín lại. Rồi, đường ống thông hơi đây. Có qua thở đây nè. Đó, nó đi lên trên này là cái van thở. Dạ dạ, nó thông hơi thì trên đó là nó thông hơi đang lúc mà hàng nó xuống ép mình cái hạt hàng kính đó. Trên đó là con lưới. Trên đó con lưới luôn. Con lưới luôn thở ra luôn. Còn đây là cái lá cờ đuôi nheo. Lá cờ tàu dầu. Lá cờ chữ B. Ký hiệu cho tàu dầu. Cho tàu dầu á. Làm đó nhưng mà phải có cái lá cờ kia đó, nó không biết là công an nó không hiểu. Đúng rồi. Thế còn là trên này là cái đường ống nước làm mát. Chữa cháy làm mát. Làm mát và chữa cháy luôn. Ống này đường ống rồi dây điện. Không điện là điện giữa điện mình luôn đi đâu mình đi mình cách năm không có nằm dưới sàn á cho nó an toàn á. Cái đường ống này là đi đèn cho điện trước. Cung cấp cho đèn hành trình với đèn neo. Dạ. Còn cái này là cái hai cái bình chữa cháy bự ở trong nè. Hai bình chữa cháy 48 kg mỗi bình là 48. Bình CO2 hay là bình CO2 đúng không? Dạ. Bình CO2 dập lửa đây thì cũng sẽ đi vào cái từ trong cabin đi ra. Trong cabin ra đây. Đấy. Khi mà có sự cố thì mở van và mở trong chổng là nó xịt ở đây á. Nó xịt ngay vào dập lửa ngay trong hai cái nắp này. Mỗi một bình là hai hầm. Đấy. Coi như hệ thống chữa cháy thì đi vào tất cả các hầm nha. Dạ. Rồi. Còn cái này là cái ống để đo nha, đó anh. Ừ. Ống đo thì cũng rất là kín. Có rong luôn. Khi nào mà đo cái mức dầu dưới hàng thì người ta sẽ mở ra cái mình dỡ lên. Bây giờ không nói tại. Và có cái thước đo là riêng biệt. Mỗi một hầm thì đều có một cái ống đo. Cái ống đo đây là cái hệ thống van ống dầu hàng đây. Cấp. Nhập thì mở cái này ra. Đóng rồi. Ống chặn hàng ở trên xuống. Sau đó thì mở các cái van muốn cho hàng của mình nó chảy vào van nào thì mở van đó. Có đường hồi không? Không có đường hồi. Còn đây là cái gì đấy? Lỗ vét khi mà nó gần sát ra từ trên nó bơm dài ra đây, mình mở ra mình vét cho nó khô hàng luôn. Đúng rồi, thì khi mà dầu nó dầu xăng dầu nhiên liệu đó nó dốc vào đây thì người ta sẽ thọc cái ống xuống. Dạ. Không có, mình máy mình bơm luôn, mình kiểm tra cho nó khô, mình kiểm tra, mình dội xuống anh. Mình mở ra đây, anh coi cái mức dầu. Cái này là chỉ để coi thôi hả? Coi luôn. Coi chứ không phải là đây bắt đường ống vô đây à? Không, thử nước, coi trước khi nhập, thì đặt thử nước sang dầu trước luôn hả? Đúng rồi. Lấy mẫu đấy hả? Dạ. Lấy mẫu khác không? Đây cũng là một cái đường ống thở nữa này. Dạ đúng rồi đó, thở nó luôn. Có cái biển cấm lửa này. Đường ống chữa cháy của nó. Đường ống chữa cháy. Đây đường ống chữa cháy đi vào các cái miệng hầm để dập lửa từ trong cabin. Dạ dạ. Đấy. Rất nhiều van ống nha. Cái này là phải dành thì mới thao tác cho đúng ha. Cái này nó tại đây nó còn hầm bao nữa. Dạ. Bao nó có ly máy luôn. Là mình là tất cả 4 hầm à? 4 hầm. 4 hầm là hai bên. Dạ. Chết rồi. Tàu mà chở chất lỏng thì bao giờ cũng phải có cái vách dọc ở giữa để cho nó ổn định. Anh cứng anh mở dùng cabin để xem cabin. Tham quan cái cabin, tàu dầu nó. Đây cabin.
Sạch sẽ mà. Sạch, nhưng mà có cái mình chưa bị hơi dơ chứ thường thường là tụi em làm sạch lắm. Cabin thì ở đây thì mình lấy cơ thôi. Đầu dầu thì mình lấy cơ đúng không? Lấy cơ khí. Để cái cơ quay mà như lấy láp quá. Ê, lấy cơ là lấy láp đúng không? Đúng rồi. Lấy cơ à láp à? À lấy láp. Nó cũng là cái dạng cơ đó. Dây lấy dây sơn chuyền cái láp ra sao có cái dòng ra sao á. À, vậy là hồi đó là quay ấy thứ một hộ quay xích thứ một hộ. Còn bây giờ là cái bọc lắp xe hơi đó phải không? Bọc lắp xe hơi đó. Ừ. Bọc lắp xe hơi đây là cái bình đó nè anh. Bình chữa lửa đây, dập lửa hàng đây. Còn đây là bình chữa cháy xách tay. Gà. Gà số đây. Gà số nằm đó luôn. Gà đỏ số đen. Số đen. À, nhưng mà muốn cố định gà thì vặn cái này. Vặn cái này chặt. Dạ, ví dụ như để lên đây cái mình vặn chặt vô nó cứng không cho nó chạy đây ví dụ như thế này lên ga cứng đây là cái tua đồng hồ tua chứ để gắn nó dưới cái mình chạy ở trên này mình không biết. Đây là có một cái ống nhòm nữa nha, ống nhòm là quan sát đi ban đêm. Ống nhòm này chắc ống nhòm của Mỹ ngày xưa quá hả, của Nga bên ngoài đó rồi đó. Thằng Hùng nó cho nó. Đây là cái đồng hồ vòng tua máy đó. Vòng tua máy. Đồng hồ áp lực nhớt thì chắc để dưới nhỉ? Dưới, nằm ở sao á. Nhớt dưới giấy là túp lô, nó còn túp lô á, phòng sao á. Thế là lát nữa anh cho coi cái hàm máy luôn nhỉ? Dạ, coi luôn, chút anh chở cho ấy, coi luôn. Rồi. Bà mở vô cái hàm máy luôn đi không? Cabin thì cũng không phải là rộng rãi nhưng mà gọi là cũng ngăn nắp được. Tại vì ở đây chỉ có lái có một người ngủ thôi. Đây. Đấy, cái tầm quan sát cũng rất là tốt nhá. Đây là cái tàu nó không có hàng ngóc cái mũi lên rồi nhưng mà phía trước quan sát rất là rõ. Dạ. Thế khi mà nó có hàng rồi thì dễ chạy nữa. Hàng nó thấp xuống dễ chạy lắm, cao gì. Nói chung rồi. Thế thì anh em ra thăm cái bụng máy và anh cái nhà. Đi ra máy ha. Sao mở cái đèn lên không? À cũng Cummins ạ. Cummins 350. À máy này cũng sử dụng máy Cummins này. Dạ. À, xuống cái bùng máy của tàu dầu đây. Bùng máy của tàu dầu. Hả? Ở dưới là các sàn được lót bằng gỗ nhỉ. Lót bằng gỗ cho nó an toàn. Đây, chiếc máy Cummins cũng được đặt là tương đối cao so với lại đáy tàu và nó có một cái độ nghiêng nhất định. Cái nắp cái bình nước vòng tuần hoàn trong đây sinh hàn, tức là nước ở ngoài sông sẽ được bơm vào đi qua đây để làm mát cái vòng tuần hoàn trong, nước ở trong sẽ tuần hoàn ở bên trong thôi. Và có được pha cái phụ gia gì vào trong không anh? Có, lâu nó đổ cái chất phụ gia gì nó xúc á. À, cũng lâu đổ chất phụ gia. Tức là cái vòng tuần hoàn trong là nó chỉ có lưu thông ở bên trong thôi. Và khi nó đến tới cái sinh hàn này thì nước sông sẽ được bơm vào đây để làm mát cho cái nước làm mát cái vòng tuần hoàn trong. Đầu thì do là lái cơ cho nên là dưới này cũng không bố trí két dầu thủy lực. Không có hệ thống lái thủy lực. Cái trục láp, hộp số đây, hộp số, trục láp, cái đường kính cái láp này bao nhiêu anh cứng biết không nhỉ? Không biết, nó nhiều. Mà chắc nó gần, em thấy nó bự lắm á. Chắc nó mà lớn như này. À. Này nó không biết, nó không này đó, em không gần nữa. Này, chân vịt của mình bao nhiêu chắc cũng không để ý đúng không? 115. À, chân vịt 115. Một thước. Một mét 15 á. Một thước 15. Một thước 15. Đó là 1m25 về chạy nó hơi nặng quá rồi. Đổi là 1m15. Kia là có một cái sinh hàn là đã tháo ra thay thế. Sinh hàn cũ. Đây. Đây là sinh hàn nhá, sinh hàn nước là mát. Đấy, nó nằm ở trong cái khu vực này đây. Đó, nằm trong cái khu vực tròn tròn trụ này đây. Cắt dầu máy đây, cắt này thì nhỏ nhỉ. Dạ. Cắt này thì khoảng dạ, này thì 200 lít. 200 lít. 200 gì đó.
À, thế là tức là cái bằng cái phi phi 2.2 ha. Dưới thầm máy đây. Thế thì dưới này có đè được không anh? Không, đè nó đè trên. Đè bên trên không? Lên trên đè hết, thế cái đè cũng đè. À rồi. Muốn đè thì phải mở cái này lên tận đầu mới nhấn nút đè trên. À rồi rồi, thôi đi lên, mình đi lên anh. Đấy. Cái máy này là để bơm đó hả anh? Để vét. À để vét, bơm vét không? Vét hàng lúc mà nó khô hàng á. À nó lúc mà gần hết rồi. Gần ấy nó cứ mình vét mà tấm lên. Nó dồn vào đằng sau không? Dạ, dồn đằng sau cái mình dùng cái này. Thọc cái ống xuống à? Không, nó có hệ thống. Nó có ống xuống, nó ống này dài trước, có ống dài nè. Nó dài trước, tại vì mình an toàn phòng cháy nè. An toàn phòng cháy mình phải để cho mày đây chứ không được để cho nó nằm. Ờ, đúng rồi. Đây khu vực đằng sau là cabin sinh hoạt của anh em đây. Đằng sau là nó chỗ đấy, cái này thì cho đây. Dạ. Đè trên này đúng không? Dạ, đè đây nè. Chứ không có đưa cái đè lên trên cabin lái đúng không? Không, không có đè, không có đưa lên trên. Đè ở đây chứ không có đưa lên trên. À, đây là cũng rất nhiều cái bình chữa cháy tự động, xách tay. Phòng oxy luôn. Anh em là sinh hoạt ở trong này. Dạ. Phòng ngủ đấy hả? Dạ. Anh em bao nhiêu người? Như anh em là trái chiếu nằm xuống sàn luôn à? Không để giường, để giường nó hơi chật. Đấy. Cái tàu của mình thì là nó dài bao nhiêu anh có nhớ không? 32 mét mấy á? 30 khoảng trên 32 mét. Dạ trên 32 mét. Còn cái chiều ngang anh? Chiều ngang là cũng 6 mét mấy, 6 mét rưỡi. Dạ. Mấy đó em nhớ. Thâm hạ cái sâu của nó là 2m45. Dạ. À cái này mình chở được đầy thì nó là 200 mấy khối. Khoảng 200 coi như mình tính tính chở 270.000 thôi. 270.000 lít. Dạ. À tức là 270.000 khối đấy. Thì nó cũng tương đương với khoảng 250 tấn nhỉ. 225 tấn. À 225 tấn đúng rồi. Dạ. Tức là cái dầu xăng thì nó nhẹ hơn nước. Dạ, đúng vậy, xăng nó có 72.3, dầu nó là 84. Rồi, bây giờ là anh này cái lắp nó là à đây, đây là chính là cái truyền khi mà quay vô lăng đó thì nó sẽ quay cái lắp này. Dạ đúng rồi. Nó có cái bộ nhông quay cái lắp này sẽ truyền sang sau cái khu vực lái. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Sau cái khu vực lái luôn nhỉ. Chỗ nào cũng có chữ cấm lửa nha. Có chứ. Đâu. Đây là khu vực đằng sau. Cái này chắc để đựng nước đá hay gì đây? Đá để ăn, đồ ăn. Đó. Đây bếp thì cũng nhỏ thôi, dầu dầu nhỏ mà, cho nên là tất cả mọi cái đều bố trí rất là cái này là tiết kiệm không gian. Ở đây, đây là cái phần cái hệ thống lái đây. Nghĩa là khi mà cái vô lăng lớn lớn ở trước đấy, cái vô lăng bằng inox quay thì cái có sẽ một cái bộ nhông nó sẽ quay cái trục này. Trục này nó sẽ đây, có hai cái nhông đây. Cái bộ xích và nhông đây. Nó sẽ làm quay một cái bọc, bọc này chắc bọc lắp của xe ô tô đó, xe tải hay xe hơi gì đấy đúng không? Thì nó sẽ quay cái bánh lái. Đây, cái bánh lái nó đang nhúc nhích đây. Đúng rồi. Này. Thế thì làm sao mình biết được cái góc lái quay qua phải không? Đó, bây giờ nó nằm ngay này. Đây nhưng mà trên nằm ngay giữa luôn. Ừ, nhưng mà trên nó có mình quay, mình chẳng hạn như bây giờ mình quay nguyên cái vòng nó là 13 vòng. À. Trả lại 6 vòng đúng, nó nằm ngay giữa. À 6 vòng thì là nó nằm ngay giữa tầm. Thì bánh lái nằm ngay giữa. Giữa tầm. À. Ồ bên kia có cái chùa gì đẹp thế nhỉ anh? À thế à? Là Đức đền thờ Quán Cơ Thành. Quán Cơ Thành. Của ông cụ coi như là ngày xưa là khởi nghĩa nhỉ? À đúng rồi, khởi nghĩa. Xưa là chống Pháp đấy. Đấy thì là đây cái khu vực đằng sau này là cái phần lái của cái tàu dầu này. Và nó là nó cái đuôi nó bo nhỉ. Cho nên là ngay chính giữa này có một cái cọc bích để cột dây. Đấy. Chứ không phải bố trí sang hai bên nữa, tại vì cái bề ngang của cái đuôi nó rất hẹp. Đấy. Phía bên này thì là cái nhà vệ sinh cũng rất là nhỏ gọn. Còn đây hình như là đèn đuôi à? Đèn lái nó trên, còn cái đèn này đèn để bên sinh hoạt. À đèn sinh hoạt, sáng còn đèn lái ở trên. Đây là quang cảnh xung quanh. Cái kho xăng dầu thì nằm trên đó.
sông Hậu nhé mọi người. Và đằng sau là một cái bến đò. Cái này là chắc là bến cát đây. Đây. Sông Hậu một buổi chiều. Rồi mình có xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Thank you. Bye bye.